đi ăn phở trong kia, rồi thả bộ ra quay phim chụp hình chợ Tết. Bây giờ đang nói chuyện với cô Bãi, lát tối thằng Danh nó coi nó thấy cái phim này liền. Giờ đồ dọn ra bán nè hả? Mà bán rồi mình phải để giá cho người ta biết giá bao nhiêu người ta muốn mua. Thì bây giờ để cái bảng này nè, để đồng giá 10 đồng, đồng hạn 10 đồng. Chứ người ta đâu có biết mình bán đâu. Thì mình để cái bảng là đồng giá. Bữa nay chị thấy cô Bãi thấy em thấy rõ không? Thấy rõ không? Em đi ngang chị thấy vô đây nè. Bây giờ thấy mặt rõ không? Rõ. Đi ngang không có nha, tôi quên cậu rồi. Chỗ này có ai đăng ký mướn chưa? Cái này có người ta mấy đứa cháu á, nó cắt nữa nó bán. À. Chị ra tháng này nghỉ. À. Nay cô Bãi được bao nhiêu tuổi rồi? 86 rồi. 86 rồi. Chúc sức khỏe là năm nào cô cháu cùng gặp nhau mình nhớ không? Dạ. Chúc gia đình nói vui vẻ ha. Mấy cháu về nói nha. Nói vô nhà cô Bãi đi. Vui lắm chứ làm sao đi. Nay nè cậu thấy hôm nay cũng xin lỗi nha. Cậu đứng được, cô cũng mới đứng được. Cậu khỏi khổ gì nè. Đứng được. Dạ. Nay ngon lành. Ngon lành lắm. Nói ngay. Mình cũng nhờ cô bác chị em đều chúc sức khỏe mình cho cậu. Còn từ ông chú rồi hồi bữa rồi nói nhà có ba bà già nè, cậu này cũng già hết rồi cậu. Gẹo chết lần chết còn chết hết chứ tao đốt ba cái nhà này cũng cháy nữa, cũng đành được nữa mà tao không vậy đó. Tại mừng lắm cậu ha. Họ nói vậy là cũng như mình này rất đẹp quá. Cái này mà nếu mà cho người ta mướn là mấy chục triệu á. Một cháu, tháng á. Mấy đứa cháu rồi giờ nó cắt rồi nó bán luôn. Mình bán hết này mình nghỉ luôn nó luôn. Vậy khỏe. Em đi cô Bãi. Rồi cảm ơn dạy nói một ốc nha. Dạ. Cảm ơn. Khỏe gia đình mình thấy nha. Rồi. Gặp nha. Rồi cảm ơn cô Bãi.